Các bác nhìn em, quá đẹp luôn ạ. Phải nói là em nó quá đẹp cho một siêu phẩm. Ở clip của ngày hôm nay thì em giới thiệu đến là quý vị đôi loa Pioneer. Đôi loa toàn giải Bass 30 Pioneer. Được lắp trên đôi thùng đóng theo kiểu thùng tannoy. Thùng tannoy này em bán rất là nhiều cho các bác rồi. Thùng này thì cũng như là giới thiệu ở các clip trước. Thì với đôi thùng này là thợ chuyên đóng loa các bác nhé. Những đôi thùng này là thợ chuyên đóng loa. Có nghĩa là những người thợ này chỉ đóng thùng loa, không đóng một cái gì khác. Và các bác ấy cũng rất là nổi tiếng rồi. Đóng cung cấp toàn quốc cơ. Đấy. Riêng đối với thùng loa thì báo cáo bác là không phải thợ nào cũng đóng được nhé. Nên do vậy là riêng đóng thùng loa thì cái chất âm nó quan trọng lắm. Quan trọng nhất là chất âm. Các bác có đóng thùng xấu thế nào xấu nhưng chất âm nó là quan trọng. Đôi loa này có chiều cao, kích thước chiều cao là 80, chiều ngang 50 và chiều sâu của nó là gần 40. Riêng cái đôi bộ mác tem để dán trước mặt loa kia với lại trên đây căng. Riêng cái bộ tem đã tiền triệu rồi. Đôi loa em đang ghép cho lắp cho quý vị đây là đôi loa Pioneer. Cả bộ, cả thùng này có mức giá là 9.800.000. 9.800.000 đôi loa này. Đấy, như thế này. 9.800.000 bộ này ạ. Đấy. Thì sau đây em sẽ vào chi tiết, vào gần cho các bác nhé. Em sẽ đẩy xa ra một chút. Đấy, cho các bác nhìn xa để nó đỡ lóa. Thì vào gần thì báo cáo các kích thước này. Từ trên này xuống dưới đáy là 80. Từ bên này sang bên này là 50. Và từ đằng trước ra đằng sau là gần 40. Được chưa ạ? Loa thì báo cáo các bác là đẹp tuyệt vời luôn. Riêng dòng này thì chơi hay, bày đẹp, trang trí cũng đẹp luôn. Nhưng trang trí trong phòng cũng rất là đẹp luôn. Đối với dòng toàn giải thì khỏi nghĩ đây là đôi loa toàn giải Pioneer. Thì để em đi về phía sau cho các bác. Em mở một bên thùng rồi các bác. Đây là đôi loa toàn giải của Pioneer. Pioneer, con này toàn giải 20W. Đấy, được chưa? Bass 30. Đối với những dòng loa này thì đa số là các bác lời chung bass tép nó đều nằm trong này hết rồi. Đa số là giải bass nó rất là rộng. Nhưng có nhiều bác lại thích một số cái giải tép, có nghĩa là của một số dòng tép nó sang trọng đấy. Thì bác cần thiết, bác có thể độ tép nhưng bác phải khoét một cái lỗ vào đây. Để bác ôm nó vào đây nhé. Ôm vào đây. Đấy, bác chú ý em, bác nào muốn gắn thêm tép thì phải khoét một cái lỗ ở đây, ốp vào đây hoặc là khoét bên này. Đấy. Nhưng mà đa số là giải tép nó rất là rộng rồi, hầu như để nguyên bản, nên để nguyên bản. Được chưa? Đối với thùng loa thì không phải ai nói phép để đóng được đâu bác nhé. Các bác nào đóng thợ mộc xịn, bác thợ giỏi cũng đóng mà xem, đóng như gỗ mẹt luôn. Riêng thùng loa thì không phải ai nói phép để đóng được loa. Đấy. Và đôi này thì em có xếp số thứ tự ở đây rồi. Số thứ tự em xếp nó là số thứ 8. Giá 9.800.000. Đôi này, một đôi này. Đây, số thứ 8. Để tránh nhầm lẫn, có đôi nọ đôi kia nó lẫn mất. Nó không hay, nó không hợp lý. Và ngoài cái clip này ra thì em sẽ làm clip test. Nhưng mà chắc chắn là những dòng này thì đừng nói là không hay. Bác nào có nhu cầu và kết em nó thì cứ liên hệ với em đặt cọc. Thế thôi. Rồi sau đây em sẽ test cho các bác. Còn nhiều bác cứ kết xong cứ yêu cầu bác phải test cho em đi, thì báo cáo các bác là đến lúc em test lên cho các bác rồi thì người khác đã lấy rồi. Vì chơi loa thì bác cứ cảm thấy nó tầm tiền này thì bình dân rồi, hợp túi tiền mình, cảm thấy nó hợp với gu của mình, nó đẹp, nó lịch sự. Ngoài chất âm nữa ra thì em sẽ test cho các bác mà thấy hợp túi tiền thì cứ đặt cọc. Còn nếu bác nào sợ em tuấn lấy mất tiền rồi thì đừng có đặt cọc. Có nhiều bác đấy, ôi kênh của em báo cáo bác là hai kênh bây giờ 100.000 người đăng ký. Có nhiều bác rồi, ôi tôi đặt cho ông 500, ông ấy giả tôi mất của tôi làm. Bác nghĩ 500 của bác to thế. Em nói thật mà, riêng kênh của em thì em Tuấn là bán hàng rõ ràng, không thích nịnh ai đâu. Thuận mua vừa bán, em báo rõ giá rõ rồi, không có nịnh. Báo cáo bác là bây giờ thời 4.0 rồi. Cứ anh em mình cứ rõ ràng với nhau cho nó dễ. Chứ không cứ úp mà mở, cái gì cũng đẹp lắm, đẹp lắm. Sau lúc về đến nhà nhận là mình ngớ người ra. Em cứ quay trực tiếp như này cho dễ. Quay đôi nào gửi đúng đôi đấy. Nên tại sao phải đánh số? Đánh số để tránh nhầm đôi khác. Nên các bác cứ xem kỹ clip xong đó hạ mua cho nó dễ. Bán hàng nó rõ ràng nên rõ ràng như thế. Và những đôi loa to như này phải đặt cọc mới chuyển hàng. Nhiều bác cứ bảo cứ chuyển đi, không chuyển đâu bác nhé. Không cứ được ạ.
một đôi loa to như thế này nó phải đóng hai cái thùng xốp to, hai cái thùng một đôi này nó phải mất tầm 4 đến 6, gần 6 cái thùng xốp xốp nhá, để bọc cho nó, chưa tính là cả giấy lại băng dính vận chuyển đi cho các bác. Cứ chuyển đi đến lúc tôi thích thì tôi lấy, không thích thì tôi đến, à, tôi đi vắng rồi, hoặc là tôi cũng ta có nghĩa là trong tư tưởng lại thay đổi, lại thích loại khác chẳng hạn. Thế là tự nhiên em gửi loa cho bác cũng chả thèm xem, em mất tiền cước 2 triệu chết em. Chưa các bác nào có nhu cầu liên hệ với em, còn bản test sẽ có bản test về sau cho bác. Đôi này có mức giá là 9 triệu 800 nghìn, số thứ tự là số 8, loa Pioneer. Em chào các bác.